À, Lông nghiệp mình hôm nay mời toàn thể các anh em coi như là thưởng thức la đầu mùa mới nệ nhà mình nhá. Đấy là vụ 2 đấy. Đây, điển hình là cây này đây. Mình vừa mới hái xuống này. Những quả này là mở mắt rồi, đang chuẩn bị là được bụp. Đây là do mình chăm sóc kém cho nên là quả nó cũng chỉ được nho nhỏ thế này thôi, bé xíu xíu thế này thôi, không được to lắm. Đây vẫn còn một ít nữa ở trên cây đây anh em này. Đấy. Bởi vì là đây là mình không thụ phấn gì, mình cứ để cho nó tự nhiên đấy. Nên là nó hoàn toàn tự nhiên, mình không cần phải thụ phấn luôn. Nhưng mà chỉ mỗi làm cành làm tán đúng mùa vụ để cho nó kịp thời ra hoa và lấy quả để ăn thôi. Đây đợt này nó lại đang bắt đầu ra đọt nữa này, tức là ra hoa đây này anh em này. Đấy, ra chùm rất chi là sai luôn. Nếu như mà mình rảnh mình thụ phấn được, nó sẽ tỷ lệ đậu của nó thành công cao rất chi là nhiều và quả nó sẽ to tròn được như quả này này anh em này. Rồi, đấy, to như như những cái quả này trở lên này, như những cái quả này này. Đấy, nhưng mà mình không làm. Để mà nói cái chăm sóc của cái na Thái này, nó rất là kỳ công anh em ạ. Nếu mà mình làm không đúng thời vụ, không làm kịp thời vụ cái là sau nó chỉ có ăn lá thôi. Nên cái la này nó lại là vậy ấy. Đây quả nữa đây này. Đấy. Vừa quả vừa hoa. sau cái video này mình lại tiếp tục